động không đáy, nằm trong quần thể hang động núi Đầu Rồng, phía sau đền Bồng Lai. Muốn đến thăm hang động này, du khách sẽ phải qua đền Bồng Lai với những trầm trồ về kiến trúc đẹp, nổi bật trên nền xanh phía sau của dãy núi Đầu Rồng. Gọi là núi Đầu Rồng vì dãy núi này trải dài, trông xa như một con rồng khổng lồ đang nằm phủ phục, tạo nên một bức tường thành chấn ngữ phía đông nam cho thị trấn Cao Phong, cách quốc lộ 6 gần 500m về phía đông. Dãy núi này dài hơn 1km, độ cao xấp xỉ 200m so với trên núi. Quần thể núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình là danh lam thắng cảnh, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2012. Cùng với các điểm du lịch khác trên địa bàn, quần thể núi Đầu Rồng mang vẻ đẹp nguyên sơ, tự nhiên với các nhũ đá vẫn tiếp tục hình thành, phát triển. Và chính điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo của các hang động nơi đây. Đến đây chúng ta sẽ không thể bỏ qua vẻ đẹp huyền bí, kỳ thú của động không đáy, một kiệt tác của thiên nhiên. Ngay khi bước chân đến gần cửa động, một cảm giác mát lạnh như có một chiếc điều hòa khổng lồ từ trong động thổi ra, khiến du khách ngỡ ngàng, thích thú. Càng vào sâu trong động, không khí càng được ướp lạnh, nên những ngày hè cảm giác mát mẻ vô cùng. Động không đáy nằm về phía tây của Hoa Sơn Thành Động. Động được tọa lạc ở độ cao khoảng 120m so với mặt đất, nghĩa là thấp hơn một chút, và nằm ở phía trong Hoa Sơn Thành Động. Trong lòng động có một giếng sâu hun hút, miệng giếng rộng khoảng 10m x 7m. Khi cầm một viên đá to ném xuống miệng hố, không nghe thấy tiếng vọng lại, như hố không có đáy vậy. Chính vì thế, người dân gọi là động không đáy. Và cho đến nay, chưa có ai, kể cả những người leo núi giỏi nhất của địa phương, cũng chưa dám xuống giếng để thám hiểm. Động có tổng chiều dài khoảng 170m. Cửa động quay hướng đông, có chiều rộng 4m, chiều cao 5m. Từ cửa động xuống đến lòng động là một vách đá cao 12m. Lòng động ngập gập ghềnh, nhấp nhô chỗ rộng, chỗ hẹp. Nơi rộng nhất tới 20m, vòm trần chỗ cao nhất lên đến 50m. Động chia thành 4 cung phòng lớn, được thiên nhiên tạo ra như một phòng chờ. Cung phòng thứ nhất có chiều dài 50m, rộng 10m, vòm trần cao 15m, thoáng đãng. Lòng hang gồ ghề thoải dần xuống. Từ cửa động xuống khoảng 15m, có lòng rộng, bằng phẳng, ngước mắt lên. Ta bất ngờ khi bắt gặp một quả Phật thủ khổng lồ và nhũ đá được rủ xuống từ vòm trần và hai bên vách động. Những khối nhũ mang đủ các hình hài và màu sắc rực rỡ khác nhau đang đua nhau khoe sắc. Chúng không phân bố riêng rẽ mà được liên kết với nhau, kéo dài, tạo thành một bức tranh siêu thực, miêu tả thế giới cho sự tưởng tượng vô biên của mỗi du khách khi chiêm ngưỡng. Càng đi sâu vào trong, ta càng bị cuốn hút vào thế giới nhũ đá, đang sững sờ với cả núi vàng, núi bạc. Ngẩng đầu lên, du khách thảng thốt bởi bức gấm hoa hay áo long bào của vị hoàng tử nào đó mải lãng du vãng cảnh mà để quên lại nơi đây. Cung phòng thứ hai có chiều dài 40m, rộng 20m, vòm trần chỗ cao nhất tới 50m. Lòng động tương đối bằng phẳng, dốc thoai thoải. Ta thực sự bàng hoàng trước cảnh đẹp nguy nga lộng lẫy của rừng thạch nhũ do thiên tạo như một thế giới sống động đang hiện hữu bên ngoài. Những nhũ đá xen kẽ nhau, khối thì cứng cáp như gươm đao, khối thì thướt tha hiền dịu như những áng mây, khối thì e thẹn như trinh nữ đang tuổi dậy thì. Các cột nhũ, khối nhũ được liên kết với nhau tạo thành một thế giới sống động, mang đủ các hình hài của vạn vật và thay đổi tới trí tưởng tượng của mỗi du khách. Cung phòng thứ ba. Cung phòng này có chiều dài 30m, rộng 20m, vòm trần cao 35m. Vào đây đã thực sự sững sờ và choáng ngợp. Cả rừng nhũ đua nhau mọc lên, vươn xuống, đua ra khoe cả những hình thù thật kỳ lạ. Trong khắp lòng động là vô vàn thạch nhũ, nhũ rử từ vòm trần xuống, vươn từ lòng hang lên, từ hai vách đua ra. Các khối nhũ hòa quyện vào nhau, đan xen vào nhau, tạo nên những bức tranh sinh động. Những bầu sữa căng tròn, trắng hồng như đang phập phồng, hấp dẫn du khách.
những dải nhũ thanh mảnh mềm mại với những đường cong gợi cảm luôn luôn cuốn hút du khách. Những vòi bạch tuộc làm kinh ngạc du khách. Tiếp tục khám phá cung phòng thứ tư, chúng ta lại được mãn nhãn, thích thú với nét đẹp còn nguyên sơ, chưa có sự tác động của bàn tay con người. Các thảy nhũ non mới hình thành màu trắng muốt. Động không đáy với mỗi cung phòng mang một vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo, đã tạo cho du khách hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khắp cung phòng cung, dưới lối đi, nhũ đá len lỏi đã cuốn hút du khách, tạo một cảm giác lưu luyến bởi khung cảnh mộng mơ, hoang sơ, tuyệt vĩ nơi đây. Cái cây bên cạnh đây này, cái này con đi khoảng con này rồi.